Tiếp tục chào đón các bác đến với mã máy hút ẩm tiếp theo. Đây là con máy hút ẩm hàng cao cấp, đời mới hết. Tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Tên của máy hút ẩm là Jojisu Jishi này. Những cái vết này các bác có thể vệ sinh được lâu này, để em lau này, đấy, băng dính, có nhìn thấy chưa? Băng dính, lau đi hết đấy. Băng dính các bác về các bác vệ sinh của em, băng dính đấy. Đi đấy, tay em bôi vào có đen thêm nhé, bôi thêm còn đen thêm, có nhìn thấy không? Có thể vệ sinh hết đấy. Tất cả những cái vết này là vết băng dính, mình đi mình bó. Con này ở thị trường, nếu như các bác mua ở thị trường Nhật mua mới, mà tại Việt Nam mình mua mới được bây giờ, con này nó phải có tiền chục triệu, tiền chục không phải ít. Con này tất cả các chế độ này, đây là nút tắt này, đây là nút hẹn giờ này, 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ, nút hẹn giờ này, 1, 2, 3, 4, 6 giờ nó sẽ tắt này. Nó tắt đi này, nó sẽ hẹn giờ này. Đây là nút chế độ sấy quần áo, ấn lần đầu. Đây là nút chế độ tự động, vừa hút ẩm, vừa sấy quần áo. Con này là tự động, cả hút ẩm, cả làm sấy nhiệm vụ hút ẩm và làm nhiệm vụ khử ion, tất cả tự động hết con này, thấy chưa? Đấy, còn con này là nguyên sấy. Các bác chỉ bật sang đây kìa, đây là chế độ sấy đây. Dưới này chế độ sấy, nhưng dưới này là chế độ sấy tiết kiệm, để sấy tiết kiệm. Còn trên này là chế độ sấy, sấy quần áo. Đây là nguyên sấy, không hút ẩm, nguyên sấy, được chưa? Sấy quần áo, được chưa? Còn đây là chế độ tự động. Đấy. Con này hàng của Nhật, và nó luôn là gần như là mới, con này là số 3, mức giá 2,9 triệu. 2,9 triệu. Tất cả đây các bác có thể lau dọn được bình thường nhé. Nhưng mà mức giá 2,9 triệu. Có các bác lại hỏi là tại sao mà con đẹp như thế này mà 2,9 triệu, mà có những con bình bình thì cũng 2,9 triệu. Nó tại ở đây đấy ạ. Tại nó có một cái vết dạn ở đây. Đây, vết dạn này nó không ra nước, nó không ra nước, nhưng mà nó có vết dạn đây. Nó không bị ra nước, nhưng mà vẫn vì thế nên trừ đi, không ảnh hưởng gì cả. Thật ra nó chả ảnh hưởng gì cả. Bác nào nó không bị ra nước thì bác chả lo. Đấy, khi nhấc cái khay nước này ra cái là nó gì. Và cái đặc biệt là cái con này, cái khay chứa nước nó rất là to, quá là to luôn. Đấy. Kể cả cái dạn này mà nó bị ra nước rồi, người ta dán băng dính trong cũng thoải mái cả mà bác. Nhưng đây dạn này không ra nước. Đấy, bán như thế. Mức giá 2,9 triệu. Chả ảnh hưởng cái gì cả. Thấy chưa? Còn nói về hàng Nhật thì không phải nghĩ rồi. Được chưa? Hàng made in Japan luôn. Made in Japan. Những chiếc máy này về các bác vệ sinh đi. Mà thật ra vệ sinh được mà chả vệ sinh được. Bởi vì nó là cái máy hút ẩm thôi. Các bác đặt nó gặp vào cái góc cửa, nó góc tủ hay góc giường, nó đuôi giường nó đâu, để cho nó làm nhiệm vụ hút ẩm. Chế độ chả nhất thiết là phải khoe khoang cho ai biết là nó đẹp hay nó làm cái gì. Còn đây là cái chế độ chỉnh gió, gió hất lên, gió hất xuống, gió hất ngang, tùy chỉnh gió, được chưa? Được chưa? Có nhìn chưa? Còn đây là chế độ cửa gió. Con này con lốc nằm bên trong. Nó giấu kín lốc không nhìn thấy. Nói đối với hàng Nhật thì khỏi phải hỏi, lốc nó chất hay không. Nếu mà là hàng của Nhật, made in Japan rồi, các bác yên tâm chưa? Có yên tâm rồi. Tất cả về các bác chỉ cần là vệ sinh đi thôi, lau đi là nó trắng tinh luôn. Những cái này đấy, em lau nó trắng lên đấy đấy. Này, lau nó trắng tinh luôn đấy, hết rồi đấy. Hết đấy. Những cái này về các bác dọn này, lau hộ em, băng dính. Mức giá đã báo cho các bác rồi. Con này là hàng cao cấp rồi, hàng cao cấp đời mới rồi. Mức giá 2,9 triệu. Chạy điện 100V, 100 đến 110, kịch kim 110, 120.